một câu cuối cùng nha. Dạ. C là xe ba gác kìa. Đó. C là xe ba gác. A chứ, A là xe ba gác. B là bún chả Hà Nội. Cái gì vậy bà nội? Ui sao không lăn quen này cả. Chả hiểu cái gì. A xe là tỉnh nào? Ủa là gì chứ sao vậy? Không hiểu. Thôi thôi cho bắt chiếc xe khác đi, chiếc xe tôi không hiểu. Mắm. Không chứ sao. Hôm qua gian nan, hôm nay con ta thật nhiều là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay sẽ ga nhưng ta thấp cao trong trời. Người đẹp người ngoan, người tài nô nữ. Tuổi già tuổi xuân sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế, nghe quan họ Bắc Ninh. Mình tặng bánh bia sóc trắng miền Tây. Ta nhảy múa cùng chiêng nơi người cao đất sừng tây nghe. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ danh rạng ngời. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Thấy chưa, vội vàng má hồng, vội vàng má hồng. Em không có má hồng em chết hả? Em nhìn mặt có mặt sẽ tươi tắn hơn. À vậy là vậy em cho Rít Phan một miếng được không? À, em sẵn sàng. À. Anh có lấy không? Mà không em được nhau. Anh đây anh tự lấy đi. Hả? À, anh một tí không? Làm nói thôi. 321 mời anh Giang ạ. Ủa. Ủa hỏi đi chứ. Vậy vậy. Mọi người nhớ hôm qua mình chơi trò chơi mà lúc mà đứng ở chỗ Thành không? A là gì, B là gì, C là gì không? Dạ. Rồi, nhớ rồi. À, bây giờ mình chơi lại nha. Không biết nữa. Dạ, Lâm chưa tìm ra chân lý đúng không? Em muốn thắng trò đó nha. Ok. Em giống anh Lâm nha. Hôm qua mình chơi đó. Em thật sự ngu ngốc, có một câu mà cũng không hiểu luôn. Rồi, ok. Ai sẽ tìm ra luật chơi của game? A là cái cao, B là cái khế. Vậy C là cây gì? Cây dừa. Sai. Cây sầu riêng. Sai. Ủa em chưa hiểu lắm. Là cái ghế. Sai. Cái mít. Sai. Cây cao. Cây cao, cây khế. Cây cao, cây khế. À, cây đâu má. Tạm chính xác. Cây cao, cây khế. Tạm chính xác. Ôi, kỹ lá. C là Lê Dương Bảo Lâm. Chính xác. Tại sao? Tại sao? Giờ đố lại một lần nữa nha. Sao cây cao cây khế lại Lê Dương Bảo Lâm là sao? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Em chưa sẵn sàng vì em chưa hiểu. Sao Lê Dương Bảo Lâm nhỉ? Em cũng chưa hiểu. A là chiếc xe. A là chiếc xe. B là con rắn. B là con rắn. Vậy C là cái gì? C là Christian. Chính xác. C là gì? C là gì? Christian. Tại sao? Vì nhìn anh rất là thô sơ. Nhìn anh rất là thô sơ. Ủa? Không liên quan. Trả lời đúng mà đều chưa tìm ra chân lý thôi. Đó là trả lời đại. Anh giải đáp cái quy luật của anh đi. Quy luật này nó rất đơn giản. Là gì ạ? Quy luật nhân quả. Quy luật nhân quả. A là cầu vượt. Cầu vượt. Cầu vượt. B là Goro. Hello. C là dàn cast của chương trình. Chưa, chưa đố mà. Vậy C là con gì? Dạ con đường. Không chính xác. Con lương. Không chính xác. Cầu vượt và Goro. Con Chris Frank. Con người. Không chính xác. Vẫn không hiểu nên không tự tin trả lời cho em, vẫn không hiểu gì cả. Con xe. Không chính xác. Con chim. Không chính xác. Con gà. Không chính xác. Con đường. Con người. Không chính xác. Đúng rồi mà ta. Biên tập trả lời. C là Trường Giang. Chính xác. Ủa? Sao anh lại bảo là con gì? Anh nói con. Nãy giờ có 3-4 lần trả lời mà không tìm ra đáp án. Trời ơi là trời. Em hiểu rồi. Ủa là gì chơi sao vậy? Không hiểu. Thôi cho bắt chiếc xe khác đi, chiếc xe tôi không hiểu. Ai hiểu giờ đây? Em hiểu rồi, em hiểu. Chắc là gì? Em giải, em giải, em ấy đi, em giải nghĩa đi. Rồi đố đi kiếp nha. Dạ. A là hiểu thứ hai, B là nê kiếp. Đừng có chơi hụi không hiểu. C là nào? Vậy C là nước nào? Nước Việt Nam. Không chính xác. Vậy mình đố hiểu. Ủa?
Trong cái bài hát của em có nước gì không? C là nước lã. Chính xác. C là nước lã. Chính xác. À, biết rồi, biết rồi. Cái gì là nước lã? C là nước lã. Em hiểu thật sự chưa? Không biết nữa. Anh ơi, anh đổ lại một lần nữa đi. Một câu cuối cùng nha. C là xe ba gác kìa. Đó. C là xe ba gác. A chứ, A là xe ba gác. B là bún chả Hà Nội. Cái gì vậy bà nội? Ui sao không lăn quên gì cả. Chả hiểu cái gì. A xe là tỉnh nào? Xe ba gác. Làm gì có tỉnh gì. Tỉnh táo. Em nghĩ là tỉnh Quảng Ninh, quê chị Bích Phương. Không, chính xác. Tỉnh mắm. Không, chính xác. Tỉnh Bình Định. Không phải, không chính xác. Rít, mời trả lời. Không, cái này nó khó nè. Chưa hiểu. Tại vì hiểu thì câu nào cũng có. Ủa vậy hả? Nói chung là vậy đó. Ai trả lời được không? Không. A, à, C là tỉnh Sơn La. Chính xác. What? Nhưng tại sao? Trò chơi đây là kết thúc và có thêm một trái dừa nó dành cho Quýt Phạm. Mặc dù em đoán đúng nhưng mà đôi khi em vẫn không hiểu là tại sao nó lại ra kết quả như vậy. Anh Giang ơi, anh giải thích cho bọn em đi để đó. Em đi ra ngoài em còn lấy okay. Người khác. Em thích nhất là gì? Em thích nhất là ăn. Ăn. A là hủ tiếu. A là hủ tiếu. B là bún bò. B là bún bò. Sẵn sàng chưa? Rồi. Xong sao nữa? Xong rồi đoán C à? Vậy C là son màu gì? C là son màu gì? Son màu đỏ. Gì? Son màu đỏ. Không, chính xác. D. À, hủ tiếu. Hủ tiếu chữ tờ. À, biết C, D, E, K, L, M, O, O. Rít, anh biết rồi đúng không? Không, em không biết luôn. Wow. Anh nghĩ đi nào. Rồi, thêm câu nữa nha. Thôi, anh đánh nghĩa luôn, em không đoán được đâu. Em không hiểu thì em không thể đoán nổi. Câu này dễ nè. A là Bích Phương. A là Bích Phương. B là Bích Phượng. B là Bích Phượng. C là Bích gì? C là Bích Phượng. Chính xác. Sao lại thế? Em nói bừa mà. Bích Phượng. À là đi tôn quỷ âm phường luôn nè. Đây để tôi giải thích dễ hiểu. Đây giải thích luôn nha. Vâng. Tại vì những câu hỏi nó về tư duy á, nó liên hệ với những câu hỏi này, những câu hỏi về tư duy. Có nghĩa là sẽ có một cái câu đố đừng quan trọng nội dung và những câu trả lời cũng không liên quan nội dung, liên quan tới sự logic thôi. Ví dụ như A là xe hơi, B là xe tải, C là con gì. Mình chỉ trả lời là C là thì nó đi vào cái quy luật của nó. Luôn có A là, B là thì đáp án phải là C là. Còn có đáp án là gì thì không có tập. À rồi. Nãy giờ đó 4-5 lần rồi, hôm nay tìm được nguyên lý. Rồi, nghĩa là phải trả lời. Chủ yếu là mình phải trả lời có cái C là. Đúng rồi, đó là nguyên lý quan trọng. Của trò chơi. Đó là nguyên lý của trò chơi. Trời ơi, trời ơi. Lê vô là hiểu chưa? A là anh. B là Quỳnh Quỳnh. Tại C là xe gì? C C là xe lỗ tai. Đúng rồi. C là được. C là thôi. Đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Vậy cái này đâu có gì đâu khó, tại mình hiểu đó là đúng không? Thì cái này là nhau một câu đố mẹo. Quan trọng là tìm được nguyên lý. Nhưng mà cái trò này là cái trò mà mình sẽ bị tức là vì mình không hiểu dựa trên cái logic gì. Thì người ta khai thác vào cái chỗ tức mà không tìm được nguyên lý mà. Xong rồi là mình cứ hỏi tiếp để mình tìm ra nguyên lý. Thật ra nguyên lý của nó rất là đơn giản. Nó chỉ là A là B là C là thôi. Quan trọng là cái người tạo ra câu hỏi đó là muốn nguyên lý gì. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi.